À, xin giới thiệu với anh em, đây là cái lá gió của Trung Quốc 12 kg nha, cái loại mà dưới cái nọng có cây bẻ xuống đó. Này lá gió 25 ly, nó bằng da nha, nó bằng da 25 ly. Thì cái loại này nó bằng da, da bò, nó dễ chịu lắm, cái lòng mà nó mòn hay gì đó nó bung ra nha, lắp thì mình vô nhớt nó ướt vô quán nó bung ra, nó ôm cái cái lòng hơn nha. Trung Quốc 12 kg, đường kính 25 ly. Nó này cái cao su nồng nè, cái con nồng nha, đó, cao su nồng thì nó kính không giờ này quan trọng lắm nè nha. Thì anh em mua đo thì mình cái ống sắt là 10, là 25 ly hay là 28 ly, nó có loại 28 ly nữa nha, nó đo thì mình đúng mình gửi cho đó. Dao da 28 ly mình cũng có, rồi ra mình có linh kiện của thằng Trung Quốc, thằng Nga này kia đó, đầy đủ hết nha, tiệp kia đó. Rồi cái da này ưu điểm nó độ bền nó cao, thứ hai nó dễ chịu, nó ôm hết lòng hơn mấy người kia. Loại nhựa này kia này, cái lòng nó rộng là bó tay nha, và này độ bó sát ít mà độ kích nó cao, chơi nó dễ chơi nha. Cái zin nó là số nó sòng da đó, da bò nha. Rồi anh em cần alo số điện thoại này mình tư vấn cho.